Quách Lâm Kiều Gia Tác giả Công Phu Bao Tử Chương 71 Gặp phải chuyện ngoài ý muốn, song thân phận của Quách Lâm cũng được chứng thực, nên đương nhiên bên kia sẽ bắt đầu dục giả chuyện giao dịch. Hoàn cảnh là người chỉ huy toàn bộ hành động lần này, nên đã xây dựng một kế hoạch tác chiến rất toàn diện, chặt chẽ. Tất cả những tình huống có thể xảy ra đều được anh ta lập phương án dự phòng về cơ bản có thể nói là không chút sơ hở nào đây là lần đầu quách lâm tham gia vào chiến dịch truy bắt với quy mô lớn như vậy bất kể là từ lực lượng tới trang bị cùng mức độ kiểm soát tất cả đều không có gì để bàn vậy nên chiến dịch diễn ra rất suôn sẻ không có bất kỳ thương vong nào các đối tượng mục tiêu cùng ma túy đều bị tóm gọn thậm chí hai bên còn chưa kịp giao hàng. Sáng ra vừa mở mắt, Kiều Gia đã nghe thấy Quách Lâm bảo phải đi báo cáo công việc, đến chiều anh về thì nói nhiệm vụ đã hoàn thành. Năng suất vậy sao? Lúc đó, Kiều Gia đang gặm một miếng bánh kem, không nhịn được mà ngáp một cái, ngã người ra sau, dựa vào thành sofa, vậy tiếp theo anh định làm gì? Tiếp theo quách lâm biết kiều gia cố tình hỏi vậy tiếp theo tất nhiên là chờ la sâm tự nộp mạng tới cửa rồi kiều gia nhìn bản mặt dân trào tự tin của quách lâm không khỏi lường một cái làm người tốt nhất đừng phách lối la sâm không phải nhân vật mà người bình thường có thể dễ dàng nắm bắt đâu cậu không tin tưởng tôi sao trước giờ tôi chưa từng tin cảnh sát kiều gia nhún vai có thể nói là ghét bỏ mới đúng suy nghĩ một thoáng hắn cảm thấy mấy câu này chưa thể hiện đầy đủ ý tứ của bản thân nên bổ sung thêm đương nhiên nếu lột sạch ra thì khác quách lâm tiện tay cầm quyền thực đơn đập thẳng tới đáng tiếc kiều gia đã ung dung tránh được lúc này ít nhất bọn họ còn có thể cười kế hoạch mà hoàn cảnh cùng quách lâm bày ra như sau đầu tiên quách lâm tham dự một buổi họp báo với phóng viên bởi chiến dịch lần này của bọn họ được người dân cực kỳ quan tâm nên để có câu trả lời chính xác nhất cho người dân thì tổ chức họp báo không có gì kỳ lạ hoàn cảnh nhân cơ hội lần này công khai thân phận của quách lâm là cảnh sát nằm vùng phối hợp điều tra khi phóng viên đặt câu hỏi cho quách lâm bọn họ tiện thể tiết lộ về hành động hợp tác truy bắt trần toàn lúc trước buổi họp báo được truyền hình trực tiếp nên dù ở nhà nghỉ kiều gia cũng theo dõi được không thể không nói đúng là rất tận tâm nếu hắn là la sâm có lẽ cũng không nhịn được mà muốn giết quách lâm thực sự là rất ngứa mắt thế nên khi quách lâm quay trở về kiều gia chỉ vào hình chụp cận mặt chính chủ đang chiếu trên tv Chết luận một câu, tôi thấy anh chết chắc rồi. Quách Lâm cởi áo khoác, ném sang một bên, cái tôi cần chính là hiệu quả như vậy. Sau đó thì sao? Anh định ngồi đây chờ chết à? Tôi sẽ ở lại đây thêm vài ngày, hành động theo trình tự thôi. Nếu như kế hoạch không có vấn đề, La Sâm sẽ lựa chọn ra tay lúc anh vẫn còn trong vùng ít. Tuy ngoài mặt Kiều gia nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng thực tế từ đầu tới giờ hắn chưa từng đồng ý với việc Quách Lâm mạo hiểm như vậy để bắt La Sâm. Nhưng hắn cũng biết, cho dù chính mình yêu cầu Quách Lâm không làm, thì con người này cũng sẽ không nghe lời hắn, cảnh sát bên này không bố trí người phối hợp với anh sao? Thông thường không phải có cảnh sát bảo vệ nhân chứng rồi đi theo 24, 24 sao? dưới tầng có đồng nghiệp trông chừng. Nhưng La Sâm là một kẻ rất cảnh giác, cũng rất cẩn thận. Nếu gã biết quanh tôi còn có cảnh sát, có thể gã sẽ nhận ra được điều gì đó. Kiều gia cau mày, không nói gì thêm. Hai người gọi cơm, ăn qua loa mấy miếng để lấp đầy bụng, dù sao cũng chẳng ai cảm thấy đói. Hai ngày trước, Quách Lâm đóng giả làm người mua hàng thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ hiện giờ mọi chuyện coi như đã kết thúc quách lâm định ngủ bù cho lại sức còn kiều gia không có việc gì làm nên ngồi trong phòng xem tv uống bia chỉ có điều chẳng biết có phải vì lạ không mà hắn cảm thấy bia ở đây không ngon chút nào uống hết hai lon bia kiều gia quay đầu lại nhìn bóng lưng quách lâm đang nằm trên giường chắc ngủ say rồi thực sự không kìm nén được cảm giác ngứa ngáy trong lòng kiều gia đặt lon bia xuống đi tới lật người quách lâm lại đồng thời bò lên giường đây không phải lần đầu tên cảnh sát này mạo hiểm vì hắn hai bên đã từng lợi dụng nhau tính kế nhau thậm chí cho đến lúc này cũng không thể nói là đã bày tỏ một cách thẳng thắn với nhau hai người đều che giấu quá nhiều tâm tư trong lòng song mỗi lần kiều gia gặp chuyện thì quách lâm không bao giờ bỏ hắn anh sẵn sàng giúp đỡ dù chuyện có liên quan đến bản thân hay không đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người kiều gia đã quen tìm cách thoát thân khi rơi vào đường cùng còn quách lâm luôn muốn giải quyết vấn đề trước có phải đây chính là ranh giới giữa đen và trắng không Kiều Gia cứ thế nhìn chầm chầm gương mặt Quách Lâm mà không có bất kỳ động tác gì nữa. Rõ ràng với tác phong trước kia của hắn, vào những lúc thế này hẳn đã vạch tung quần áo của cảnh sát Quách, làm chuyện mà bọn họ nên làm khi có mối quan hệ như này rồi. Nhưng mấy lần gần đây, dù cả hai đã gần sát nhau, trong đầu hắn lại chẳng có chút dục vọng gì cả. Hắn chỉ muốn ngắm nhìn như vậy. Nếu được, tốt nhất là ngắm nhìn mãi, nhìn con người này bình yên, trường thọ, tiếp tục kiêu ngạo như trước. Trong đầu Kiều gia vừa hiện lên suy nghĩ này, thì Quách Lâm cũng mở mắt. Thực tế từ lúc bị lật người anh đã tỉnh rồi. Chỉ có điều, anh bỗng nhiên muốn biết Kiều gia định làm gì, nên không có phản ứng. Chẳng ngờ Kiều gia chỉ nhìn anh mãi cũng vì không quen bị người ta nhìn chằm chằm nên cuối cùng anh đã lựa chọn mở mắt đối mặt hai người nhìn thẳng nhau cảm xúc trong mắt kiều gia chưa kịp giấu đi bị quách lâm nhìn thấu được hết quách lâm nhướng mày hỏi trêu thế này có thể coi là tôi bị bóng đè không bị bóng đè cũng là diễm phúc đấy kiều gia cố ý đánh mắt nhìn xuống thân dưới của quách lâm còn cởi quần áo của quách lâm ra nhưng một giây sau đó hắn đã bị quách lâm đè lại cậu không thể để cho tôi được nghỉ ngơi hai phút à tính một cách kỹ càng thì anh đã ngủ hơn hai tiếng rồi nhưng tôi đã không hề chợp mắt suốt mấy chục tiếng rồi kiều gia hơi ngã người ra sau vẻ mặt khó chịu ý anh là tôi rất cầm thú về cơ bản thì đây là sự thực nếu anh đã nói vậy, Kiều Gia cười khẩy, tôi sao có thể không cầm thú cho anh vừa lòng chứ? Ban đầu chỉ làm có lệ, rồi Kiều Gia đột ngột mạnh tay hơn. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì một cảm giác lạnh lẽo đã bao quanh cổ tay, thì ra quách lâm lấy còng số 8 ra, còng luôn tay hắn vào trụ giường. Động tác của anh nhanh tới nổi, Kiều Gia còn chưa kịp thấy rõ mẹ kiếp đi ngủ mà anh cũng mang theo thứ này sao kiều gia kéo thử hoàn toàn không thoát ra được quách lâm hài lòng nhìn hắn nằm sấp trên người mình bằng tư thế không lịch sự cho lắm sau đó mới từ tốn xuống giường tôi đi tắm cậu cứ từ từ mà bình tĩnh lại chết tiệt anh đừng đùa nữa mau tháo ra cho tôi nhưng đáp lại Kiều Gia chỉ có tiếng nước chảy truyền ra từ trong nhà tắm. Kiều Gia bực bội đập tay xuống đầu giường, gân cổ lên chửi, mẹ kiếp, tôi thực sự nghi ngờ anh bị bất lực đấy. Cứ đối mặt với chuyện này là anh lại giả vờ giả vịt. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng tắm bật mở, Quách Lâm đứng ngay chỗ cửa, trên đầu còn nguyên bọt xà phòng dầu gội, vẻ mặt âm trầm nhìn chầm chầm Kiều Gia. Khiêu khích cảnh sát thực sự không phải là việc mà một người thông minh nên làm. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ câm miệng lại ngay lập tức. Quách Lâm lý trí hơn Kiều gia, cũng hiểu thứ tự ưu tiên của mọi chuyện hơn. Bởi hiện giờ bọn họ đang trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm. Kiều gia quay đầu lại, đập vào mắt chính là cảnh Quách Lâm vừa kéo mở cửa nhà tắm, hắn vô thức nuốt nước bọt ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng vẫn chọn làm con rùa rụt đầu biết sao được bất kể là lần đầu quách lâm dính thuốc hay lần thứ hai hắn chủ động lần nào hắn cũng nằm bẹp trên giường la sâm thì đang rình mò ngoài kia không biết sẽ ra tay lúc nào nếu hắn thực sự không xuống giường được thì quách lâm sẽ vô cùng phiền phức quách lâm nhìn thấu được suy nghĩ của kiều gia bởi vậy anh cười rồi quay vào phòng tắm hơn một ngày tiếp theo quách lâm gần như đều qua chỗ hoàn cảnh một phần là để thảo luận kế hoạch truy bắt la sâm nếu gã xuất hiện một phần khác chính là hoàn cảnh vẫn chưa chịu từ bỏ việc thuyết phục quách lâm ở lại vùng ít trước đó hoàn cảnh đề nghị với thẩm quân là vì ý định này việc quách lâm muốn bắt la sâm không nằm trong dự tính của anh ta Mục đích chủ yếu của anh ta là kéo được Quách Lâm từ tay Thẩm Quân về. Mấy năm gần đây, lượng ma túy tuồn vào vùng ít ở mức báo động khẩn, mà lực lượng của bọn họ không đủ để xử lý. Hoàn cảnh đã không ít lần tìm người của các thành phố khác. Nhưng vì điều kiện khó khăn, tình hình bên này cũng quá ác liệt nên không phải ai muốn tới cũng tới được. Hiện tại trong đội của anh ta người thực sự làm được việc chỉ có đổ tử bình. Mấy ngày nay, Quách Lâm đã nghe không ít lời dụ dỗ ân cần, tuy trong lòng rất khâm phục đội của hoàn cảnh. Nhưng việc ở lại vùng ít thì anh chưa nghĩ tới. Tôi có nghe đội trưởng thẩm của các cậu kể, cậu chưa vợ con gì, bố mẹ cũng không tạo áp lực. Sao không tranh thủ còn trẻ ra ngoài rèn luyện một phen, đây cũng là một cơ hội với cậu. Hoàn cảnh nỗ lực tìm cho ra lý do Quách Lâm không chịu ở lại vùng ít, anh ta tuyệt đối không tin Quách Lâm có thể trung thành với thẩm quân đến thế. Tuy vậy, nếu Quách Lâm không muốn nói thì bất kể là ai cũng chẳng thể hỏi ra điều gì. Từ đầu đến cuối, anh đều chỉ đưa ra lý do duy nhất là bản thân không muốn bị điều động ra ngoài thành phố khi hoàn cảnh hỏi kỹ hơn anh lại không nói một lời chuyện này khiến hoàn cảnh vô cùng khó chịu lúc nói lại chuyện này với đỗ tử bình anh ta vẫn chẳng thể kìm nén được cơn giận trong lòng không biết tay thẩm quân kia ra mệnh lệnh gì cho thằng ranh quách lâm mà cậu ta sống chết không chịu ở lại đỗ tử bình mỉm cười đầy ẩn ý cậu ta không chịu ở lại chưa biết chừng là vì lý do khác không chắc liên quan tới đội trưởng thẩm. Có phải cậu biết điều gì không? Tôi có thể biết được gì về Quách Lâm chứ? Đỗ Tử Bình vừa hoàn thành một nhiệm vụ nằm vùng, bản thân chưa hoàn toàn thoát ra được thân phận, nên tính cách vẫn hơi lạnh lùng. Hiện giờ, anh ta ngồi trong phòng làm việc của hoàn cảnh, chẳng may có người không gõ cửa đi vào, bắt gặp ánh mắt của anh ta, chưa biết chừng sẽ cứng họng khi đối mặt với khí thế lạnh băng này mất. Lúc còn ở trường học viện cảnh sát, anh ta chính là học trò của Hoàng Cảnh. Cốt nghiệp xong cũng đi theo Hoàng Cảnh. Bao nhiêu năm qua, tất cả đều biết hai người luôn như hình với bóng. Còn về phần Quách Lâm, Đỗ Tử Bình nhìn dáng vẻ khó chịu của đội trưởng, chỉ biết im lặng lắc đầu. Có lẽ mỗi người đều sẽ gặp phải thứ khiến bản thân phá vỡ nguyên tắc của chính mình, thậm chí bỏ qua hết mọi thứ. Thật ra về lập trường, Đỗ Tử Bình và Quách Lâm đều giống nhau. Điểm khác biệt có lẽ là Quách Lâm có một cái đầu nóng, còn cái tên côn đồ giúp anh che giấu thân phận cũng trả giá không ít. Nghĩ đến Quách Lâm, Đỗ Tử Bình cảm thấy được an ủi hơn nhiều. Cứ thế, trong tiếng ca tháng không ngừng của hoàn cảnh đỗ tử bình chìm vào mộng đẹp trên gương mặt còn nguyên nụ cười bất đắc dĩ đến khi nhận ra thì hoàn cảnh chỉ cau mày tỏ ra bực bội một thoáng sau đó lắc đầu rồi nhẹ nhàng cầm áo khoác của mình đắp cho đỗ tử bình vì muốn dụ la sâm ra tay nên quách lâm không tiện đi lại khắp nơi nhưng kiều gia thì không thể ngoan ngoãn như vậy Ban đầu hắn còn ở trong nhà nghỉ cùng Quách Lâm, nhưng được hai ngày, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên. Cả ngày không biết làm gì, chỉ chờ người ta tìm tới tận cửa chém chết, cuộc sống như vậy thực sự khó chịu. Quách Lâm ít ra còn có thể đi tìm hoàn cảnh, nhưng Kiều gia chỉ có thể giết thời gian bằng việc hết ăn rồi uống. Sau khi Lô Hổ bị bắt, Kiều gia chẳng còn lấy một bạn rượu nào. Ngoài ra để tránh trận sóng gió này, mấy tiệm bia hắn hay tới lúc trước đều tạm thời đóng cửa. Đi hết cả một con phố mà ngoài mấy cửa hàng bán quần áo với đồ lưu niệm ra, gần như chẳng còn mấy cửa hàng mở nữa. Cuộc sống về đêm ở vùng ít chỉ quanh quẩn mấy hàng quán nhỏ với sòng bạc, kiều gia đi được hai nơi thì thấy không hợp. Trước đây ở phương Bắc, dù gì hắn cũng có thể tụ tập đánh bạc kiếm mấy trò tiêu khiển. Bây giờ sới bạc thì không mò ra chỗ, mà trò tiêu khiển thì lại không có hứng. Hai, rõ ràng ngày ngày đều có hàng sẵn ngủ bên cạnh, vậy mà không được làm gì hết. Cứ thế này, Kiều Gia chẳng sớm thì muộn tâm lý của hắn cũng trở nên biến thái mất. Ngày thứ tư kể từ khi Quách Lâm lên TV, buổi trưa Kiều Gia nhận được điện thoại của anh nói rằng tối họp với đám hoàn cảnh, bảo hắn tự lo liệu. Kiều gia không có việc gì làm, lại theo thói quen đi xuống cửa hàng thức ăn nhanh dưới tầng, hỏi hai người phục vụ rồi đi thẳng ra ngoài tìm mấy thứ để chơi. Người phục vụ giới thiệu với hắn một quán bar khá có tiếng. Hình như ông chủ của quán bar đó là người từ miền Bắc nên có nhiều trò mới mẻ, trang trí trông rất đặc sắc mà vào một lần hẳn cũng tốn không ít. Kiều gia không định tới để tiêu tiền, nhưng qua xem thử cũng chẳng mất gì. Hắn không quen thuộc đường phố vùng ít, nên dù có địa chỉ mà đi mấy vòng hắn cũng chưa tìm ra được. Ngay lúc Kiều gia thấy hết kiên nhẫn, định không đi nữa thì một chiếc xe đổ ngay bên cạnh đã thu hút sự chú ý của hắn. Chiếc xe đó không có gì đặc biệt, chẳng qua là kính chiếu hậu của chiếc xe đã soi rõ toàn cảnh phía sau lưng kiều gia ngay ở cửa một cửa hàng có người đang đi theo hắn kiều gia tức khắc đề cao cảnh giác đồng thời có một tích tắc hắn còn cho rằng đó là người bên phía cảnh sát cử tới bảo vệ quách lâm nhưng quách lâm không nói rõ thân phận của hắn cho hoàn cảnh biết theo lý thì ở vùng ít này sẽ không có ai chú ý tới hắn mới đúng mà nhà nghỉ bọn họ đang ở có nhiều người ra vào như vậy, lúc đăng ký chỉ dùng tên của Quách Lâm, không ai có thể chắc chắn hai người bọn họ đi cùng với nhau cả. Trong lòng mơ hồ nảy lên dự cảm không hay, Kiều Gia đi về phía đường phố có đông người qua lại. Sau khi đi xuyên qua hai, ba trung tâm thương mại, hắn cảm thấy có vẻ đã cắt đuôi được. Lẽ nào La Sâm sắp ra tay thật? cho dù là vậy thì gã cũng không cần cho người theo dõi kiều gia hắn mới đúng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng kiều gia vẫn quyết định thông báo cho quách lâm một tiếng dặn anh cẩn thận nào ngờ tìm chán chê vẫn không ra được chỗ nào để gọi điện còn di động thì hắn đã để quên ở nhà nghỉ đúng là đen như chó kiều gia suy nghĩ một hồi quyết định quay trở về nhà nghỉ trước điều may mắn duy nhất lúc này là quách lâm hẳn đang ở cùng hoàn cảnh dù thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì được cũng bởi vì trong lòng luôn cho rằng la sâm muốn trả thù và đối tượng chắc chắn là quách lâm nên mãi đến khi bị kéo lên xe kiều gia vẫn còn ngơ ngác không thôi lúc đó kiều gia đã sắp đi tới cửa nhà nghỉ thì đột nhiên có một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào dãy ghế sau của chiếc xe vừa ngẩng đầu lên hắn đã bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của một người đàn ông trong đôi mắt đó còn toát ra cả sát khí bừng bừng cho dù người này không cần giới thiệu kiều gia cũng biết thân phận của đối phương một kẻ ngồi phía sau túm lấy tóc kiều gia buộc hắn ngửa mặt lên cao la sâm cười gằn cầm điện thoại chụp một bức ảnh sau đó gửi cho quách lâm ngay trước mặt hắn nếu như mày không muốn đồng nghiệp của mày chết không toàn thây thì cấm có nói cho bất kỳ kẻ nào biết sau đó một mình tới xưởng sửa chữa ô tô lưu phong ở thị trấn thạch tỉnh nói xong la sâm cúp điện thoại luôn ngay sau đó kiều gia bị ghì chặt cổ hắn cảm nhận được không khí dần bị ép ra khỏi lồng ngực mãi cho đến khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Hết chương 71